người mình sao không có con gì mà nó ác bằng con người hết trơn á. Dạ không có con gì mà ác bằng. Trời trời, nghe chị tôi nói câu này á mọi người, mà tôi thấy nhục giùm luôn, thiệt. Chị nói không có cái gì mà ác hơn con người á. Có chị, có mấy cái con mà ăn chặn tiền từ thiện của người dân miền Trung đó, hút máu đồng bào đó, ăn cứt mũi của nhân dân đó, đó mấy con đó đó ác hơn con người. Mấy cái con á mà chữa bệnh không hết đó, mà đi lừa gạt người ta đó, đó mấy cái con đó ác hơn con người nữa. Đó, thì thấy không, mấy cái con á mà kêu gọi tiền từ thiện đó, xong rồi giếm làm của riêng đó, đó kêu gọi xong rồi nói không có kêu gọi đó, mấy con đó đó ác hơn con người nữa. Mấy cái con mà kêu gọi xong giếm tiền từ thiện của người ta 6-7 tháng trời không đi giải ngân đó, đợi cô hàng ghéo tên mới đi giải ngân đó, mấy con đó ác hơn con người nữa. Thấy không, mấy cái con á mà có tiền có bạc có danh có phận xong rồi đó, khán giả nuôi cho đã rồi quay lại chửi khán giả đó, trách khán giả đó, chửi khán giả là lũ này lũ kia, ốc này ốc kia đó, mấy con đó ác hơn con người đó, đúng không? Mấy cái con á mà người ta kêu sao kê minh bạch đó, mà lương lẹo khóc lóc kể lể nói này nói kia đó, mấy con đó ác hơn con người đó, đúng không chị? Mấy cái con mà quảng cáo những cái sản phẩm kém chất lượng á, không có nguồn gốc á, để hại người dân Việt Nam mình á, mấy con đó đó là ác hơn con người đó chị. Những cái con đó đó nó đâu có ăn cơm, nó ăn xương, ăn máu, ăn cứt mũi của nhân dân, đúng không? Nó ăn trên tro cốt của nhân dân, kinh khủng lắm chị.